thì mình xuống đây thì bạn ơi, hôm nay nhá mình đâm thử con rái cá nhưng mà đuôi bé đấy, mình thử làm xem rái cá đuôi bé tí hon xem nó lên được không nhá. Đây cầu bộ dàn này không biết có lên được không, không biết có kêu không bạn. Đây mình có chuẩn bị đâm không ạ, không biết thế nào. Đây con diều đảo nhất Việt Nam các bạn, đây là gọi là con diều đảo nhất Việt Nam. Đây còn con chim Mỹ cũng màu xanh này nữa, có gì hôm nào mình làm mình đâm cho bạn xem, hôm nào mình đâm cho bạn xem. Đây thì bắt đầu mình chuẩn bị đâm nha, không biết có lên đây không. Ôi đất rơi, đất đoạn đấy à, không không đất đất gì mà đất đất chuẩn ạ. Nhăng mạnh quá, khổ quá, tại vì chỗ này gió bé nên mình phải nhăng căng mới nát đấy. Sự đất rơi sợ đất ngay đầu, may ấy, may còn chưa đâm chưa đâm nhá bạn nhá. Nghe rồi. Đây. Ờ có cầm lại. Sườn lấy dây. Sườn lấy dây các bạn. Đâm nhiều quá sườn lấy dây các bạn ơi. Nó sườn quá, đâm nhiều quá sườn lấy dây các bạn. May đó không không đứt ngay. Nào, chuẩn bị có gió nhanh lên. Lulu sao lại mất len nhỉ?